trời đầy mưa nắng sướng chi đâu, nhưng ai đi câu rồi cũng thích, cũng nghiền câu đang mê cứ dần tối đục nên lúc nào muốn ngồi uống cần bởi hú trách bác đấy, nó phải đánh đạo một tí bác của đánh lại đi đánh đạo một tí. Ấy, cái này đâu nhất. Chẳng biết ăn chơi không cần thiết, em chẳng thấy anh ôm, chỉ thích ôm cần. Nhưng xin em yêu cho khi mỗi câu cầm hồn anh lại thư thái rất an nhiên. Anh yêu gia đình lắm, anh chỉ câu lúc anh buồn, xin hãy cho anh thoa lòng. Bố nhưng mà không được câu. Sao? Nhà đó câu bố ăn đó câu cản câu theo. Bác cũng dám câu không thì câu. Ừ, bác cũng chuyên câu theo mà. Nhá. Bác câu thế này, bác câu giải trí hả? Ừ. Bác để xe đây nhá. Bố đâu? Bố ở ngoài kia. Đây, chú em ơi. Đi đây nhá. Này, cho anh câu nhờ tí. Anh câu à? Ờ, anh Hiền Nội về buồn quá, anh câu giải trí tí. À vâng, đây rồi. Nhá. Bác, nhưng mà nhà em câu đặc biệt lắm đấy anh ạ. Câu như nào đấy chú? Nhà em bây giờ là không biết đến mà xin câu ở trên bờ là không có câu đâu. Ừ. Đấy, nhưng mà nhà em là bố con em là toàn ngồi cái ao cái câu cho nó mát mẻ chẳng. Ừ, thế cho anh câu theo tí rồi để anh đang thích thế. Bác có dám câu không? Cho bác câu nhá. Bác, được không? Bác. Nhưng bác có dám câu không? Ừ, bác ăn câu chứ này giải trí, bác phải câu ở đâu bác giờ câu. Đấy, nhưng bác à. Đấy, bác leo lên võng. À, à, lắm năm trái nhỉ. Đấy, mà bác à. Động nhỉ, này cảnh này bác hướng nhỉ. Bác câu được giữa ao thì bác câu, bác chào lên bác câu đây. Ừ, đấy, đây này. Bác câu được cá, bác chia đôi cho mày lửa nhá. Đấy, cái thuyền cháu bố con cháu xin câu. Đây á? Vâng. Cái thuyền đây á? Lên ra giữa ao câu, lên võng câu. Câu cho võng kia? Vâng. À. Bác có dám không thì câu. Được, bác câu. Bố còn đâu vẫn câu bằng thuyền này á? Vâng. Thế có ngã không? Không. Có ngã không bao giờ ngã à? Không. Thật đâu đấy, có lừa bác đấy. Thật. Ra, cho đủ ra giữa ao. Rồi, lên võng. Giờ đủ thuyền ra đây. Nó lên đi. Ui, mình nghe lắm cảnh nghe. Được. Giờ bác trèo lên đây à? À, bác trèo lên cho đủ ra. Đủ ra đây á? Đó. Bác bỏ dép đi nhá. Này á. Cái này đi lên làm sao? Cầm cái bát lên được không? Ôi anh ơi đi cẩn thận nhá, đi cẩn thận nhá. Này à, đi cẩn thận nào. Đi cẩn thận nào. Ôi, đây đây đưa cho bác cái cần câu. Bác cầm cần câu đây đấy, bác cầm cần câu giúp bác đấy, bác có leo được lên không? Con này em nó leo nhăn nhót lên đấy luôn đấy. Chào nhá. Chỗ này á. Đấy, trèo lên đấy câu. Đấy. Không là câu hoành tráng này đâu. Ồ. Thế em về quê là câu như vậy nó bi hay. Ôi dồi. Ôi dồi, cái này á. À chú. Đấy, đúng rồi, bác không leo được à. Đây, cháu bố nhé. Đấy, nó leo thẳng lên. Để cho bố con cháu phải đi vào. Đấy rồi. Đấy. Bác giữ cho bác được, bác trèo lên được không? Đi vào quay. Con trèo. Này thì cũng chắc bác đang leo đến cái võng rồi đâu. Ngồi lên võng này câu. Đấy, ngồi lên đây nhà em, toàn ngồi lên đấy câu rồi. Bố con nhà em chơi hoành tráng lắm. Cứ trèo ngồi lên à? Vâng. Thế chết. Vừa thế này á. Vớ bản này mất lưỡi câu bây giờ. Ôi à, kìa này. Đấy, bác cứ cố gắng bác trèo lên đi. Em vứt mấy cái cỏ này ra là tí cá nó vào, cá to lắm đấy. Đấy, sắp được rồi. Đấy, bác vành đi, vành cái võng nó to ra tí nữa. Chị ơi, con ngã ăn tắm em nhá. Vành cái võng nó to tí nữa. Đấy, xong được rồi, xong được rồi. Bỏ thuyền đấy à? Bây giờ hai bố con mình cho cái thằng đại gia này là một thằng cơ vật, cho nó một phát. Con biết nào nào? Tí đó, nó trèo lên võng.
Đánh đu. Đánh đu thật tít đấy mà. Đấy chưa? Đánh ở đây cơ. Đây này. Đây này. Đấy. Đánh đu thật vòng tít mà. Đấy. Đấy chưa? Được chưa đấy bác ơi? À. Đấy, bác câu này mới là câu này là câu số 1 không không có ở à, đâu có đâu đấy. Số 1 không chỉ có mỗi bố con nhà em có thôi. Ao này có cá không đấy? Ối giời ao nhà em cá to lắm. Bác cứ câu được con nào lên là bố con em thịt cho bác luôn. Đấy bác thấy câu độc đạo chưa? Đấy. Đấy mấy bác nhìn thấy chưa đấy? Cứ trùng chành nhà mỗi con mới câu được á. Ôi, nhà em toàn câu vậy thôi. Đấy, thằng con nhà em nó câu siêu lắm. Dài lắm cây nhờ. Con này đùa đánh động đi, đánh đu võng đi, cho cá nó vào cho bác câu cho nó. Tí bác mới giật được cá chứ không giật được cá đâu. Bác ở đấy, nó phải đánh động một tí. Bác làm cái gì đấy? Bác phải đánh động một tí. Ấy, thế này thì tí nữa nó mới nó nhiều cá nó vào. Ôi giời, bác biết câu rồi. Thằng nhóc em nó ngồi siêu lắm. Ô bác có biết bơi không đây? Có biết bơi không đây? Có biết bơi không đây? Qua đây, có biết bơi rồi. Con đang phi xuống cứu bác ấy đi, nhanh lên, phi xuống. Ôi giời. Thôi, bác cứ ngồi im thôi, cứ ngồi im. Đấy, đây, để thằng nhỏ nó vào, nó kéo vào. Tôi cứu bác ấy. Ôi trời, bố con mày chưa đẻo bác rồi. Ôi, thì không biết câu rồi. Đại gia không biết câu rồi. Ôi trời, bố con mày lại chưa khăm bác à? Mày chơi mày đánh đu, mày không cho bác câu nào đó luôn. Ôi, đánh đu, đánh mày con cá gì à? Đuổi cá vào đấy. Con ơi, con ra con lấy cái cần này cho bác kìa. Cần câu kìa. Ngày bé bác biết bơi nhưng giờ lớn bác lại hết rồi. Ui rồi. Nước ao này mày có mùi gì ấy? Mùi gì? Cá lớn như thổi mùi gì? Nó không thường thường như ao kia. Ờ cho bác xin. Cho bác xin. Rồi. Này, bố con mày chơi đẻo lắm. Bố con mày lại câu mày lại đi đủ thế thì. Đủ thế cá mới vào chưa? Đủ thế cá mới vào á? Khổ thân bác chưa được con cá. Câu mày cũng đủ thế à? Chưa được con cá nào thì bác đang lăn nào rồi. Đây là chú câu phải nói là thôi đi. Nhớ đời luôn đấy. Các bác này. Đấy. Chưa bao giờ đi câu mà nó lại như thế này đâu. Thôi. Rồi ngáp cái này nó thật câu thôi. Bác không biết câu đấy chứ này. Vãi cứt ra luôn đấy. Em là toàn bố con em là toàn ngồi lên đây câu thôi. Nhà chú có toilet không? Yeah. À có được rồi, đấy em giới thiệu cho bác. Công nghệ 4.0 toilet. Công anh kia. Anh câu mà đúng là lần này câu anh sợ luôn đấy. Bể phốt hàng nghìn cái mét vuông ạ bác. Ở đâu chú? Ở trong này. Đây này bác, chào đâu thì đây. Ở đâu? Đây. Thì em sẽ giới thiệu. Ở đâu? Đây bác đi nhà em giới thiệu cho bác cái toilet công nghệ 4.0 nhà em. Đây á. Đấy, toilet công nghệ 4.0. Đây là 4.0 đấy á. Hỏi cả đất nước này bác đi khắp Việt Nam này không có một cái toilet nào như nhà em đâu. Đấy. Có chắc chắn không? Ô, bác có nhìn thấy chưa? Cái hố ra cái bể phốt này ở trên thành đây. Phố người ta gọi là bể phốt đấy. Đây là bể phốt đấy hả? Bể phốt nhà em rộng hàng nghìn km, nghìn mét vuông. Đấy, bác ngồi đây, bác chào em. Đấy, bác có nhìn thấy không? Này. Nó bác ngồi đây là rất là mát. Nhưng mà có sợ ngã không? Cái độ an toàn cực cao luôn này. Có cần đi bỏ dép đây nhá hay là đi dép? Ôi, bác đi dép cũng được mà không đi dép cũng được. Nhưng mà em nói với bác là không đâu có cái hệ thống 4.0 này đâu. Ồ, đấy bác nhìn đâu. Đấy. Dưới là nước này, trên là cây phong thủy hữu tình. Bác đi cái toilet này nhà em thì bác nhớ suốt đời luôn. Đây là không có sâu bọ đâu nhỉ? Không, làm gì có sâu bọ gì cả. Đúng không? Đây à? Công nghệ 4.0 làm gì có con sâu con bọ nào. Đấy. Ô bác đi thử thôi đấy. Ôi. Chắc chắn tí nữa là một mình bác là bác ngồi đây là bác
vừa ngồi ở đây, bác vừa đọc thơ được. Cái này bác, cái này xây dựng này hết nhiều tiền không? Ồ, cái này em nói bác làm gì có cái chỗ nào có chỗ nhiều tiền không xây dựng được, làm gì có cái bể phốt nó to như nhà em này được. Đấy, nhìn cái bể phốt thôi phải tính hàng nghìn nghìn mét vuông chứ không phải là một vài mét vuông. Ê, buồn lắm rồi. Nhá. Thế thì bác cứ tự nhiên đi nhá. Bác cứ tự nhiên mà chú ngồi đây thì anh là sao anh dám đi? Rồi. Bác có mọi khi đi vẫn có người đứng bác có giấy chưa? Bác có giấy chưa? Có quá rồi, tôi mang đi rồi. Bác đi mang đi rồi à? Thế được rồi thôi. Chúc bác đi ngon nghẻ nhá. Rồi chú vào nhà nhá. Rồi ok. Bố còn nó có lừa mình nữa không? Câu cá thân lừa mình rồi. Bây giờ về chứ. Vệ sinh thế này mới có cái phong thủy hữu tình tính là cây với cối với cầu này. Nhà nó cứ rắc rắc rằng rặc thế này mà nó bảo là 4.0 với lại 4.1 thế này đi. Toàn chắc bám ở đây đã. Ví dụ mà không may. Mẹ chấm công. Ôi trời ơi. Ông này đây. Ôi trời ơi. Nhà ơi. Mẹ 4.0. Rồi bố con nhà này đã lừa mình hết rồi. Phong thủy hữu tình. Chú em ơi, bây giờ ngồi đâu chứ thế này buồn lắm rồi.